ST Sơn Thạch chi mạnh tay tặng xế hộp xịn cho Thúy Ngân. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thúy Ngân đăng tải bức hình đứng cạnh siêu xe trị giá hơn 5 tỷ kèm dòng trạng thái. Cảm ơn anh yêu rất nhiều. Được biết, chiếc xe này của Thúy Ngân được bạn trai Sơn Thạch mua tặng nhân dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Trước đó cả hai vẫn tình đồn hẹn hò nhưng một mực chối và bây giờ cô và ST Sơn Thạch chính thức công khai mối quan hệ. Nhiều bạn bè đồng nghiệp để lại lời chúc mừng và vô cùng ghen tị với Thúy Ngân khi được bạn trai chiều chuộng hết mực. Đây sẽ là cặp đôi tiếp theo được cư dân mạng đón chờ một cái kết viên mãn. Diễn viên Thúy Ngân tên thật là Lê Huỳnh Thúy Ngân, sinh năm 91 tại Tiền Giang, ba mẹ ly hôn khi Thúy Ngân 5 tuổi, Thúy Ngân sống cùng ba. Nhà có hai cha con, ngày cha đi làm, cô bé một mình đến trường, cuộc sống côi cút, lủi thủi mãi cho đến nhiều năm sau. Cũng bởi lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên từ bé Thúy Ngân tự lập, tự giặt giũ lau dọn nhà cửa, vì còn nhỏ nên Thúy Ngân không biết nấu ăn, bởi vậy hai cha con suốt ngày ăn cơm tiệm. Thúy Ngân không có bạn, đi học về là vào phòng, mân mê những món đồ chơi, tự mình nói chuyện như một đứa trẻ tự kỷ. Lúc nhớ mẹ, cô chạy ra hiên nhà và khóc. Ba của nữ diễn viên luôn tự trách bản thân vì không giữ được cho con một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, để cô bé thoát khỏi sự cô độc và sống như bao đứa trẻ khác. tuyến Ngân được công chúng biết đến lần đầu từ cuộc thi nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2009 với danh hiệu Á Hoàng 1, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 15 nữ hoàng du lịch quốc tế 2011. Chồng sắp cưới của nam em lộ bản chất thật, tố bạn gái tệ, nói xấu nam anh gây trên livestream. Sau khi nam em ẩn ý về việc chia tay với chồng sắp cưới, chị gái sinh đôi của cô là nam anh cũng có động thái ăn mừng khi đăng tải dòng status. Cả đất nước ăn mừng, xin chúc mừng, giác ngộ. Ngay sau đó, chiều 10 tháng 3, trên kênh TikTok cá nhân, Bùi Hữu Cường livestream phản hồi nghi vấn chia tay. Theo đó, nam doanh nhân Hải Phòng liên tục văn tục bày tỏ bức xúc tố nam em đối xử tệ với mình, cho rằng không ai có thể chịu đựng được bạn gái ngoài mình, Đặc biệt, anh còn văn tục trong khi nói xấu chị gái sinh đôi của nam em, cho rằng nam anh vứt em gái ở bệnh viện, không có khả năng chăm lo cho nam em, thậm chí anh còn thách thức. Con đấy, mày bảo cả nước ăn mừng đúng không? Cho mày cả nước ăn mừng, ăn mừng sớm, ăn mừng hết đi. Tí tao bay vào kia là hết ăn mừng. Về phía nam em, trong livestream mới nhất, cô công khai trợ lý mới thay thế vai trò của Bùi Hữu Cường. Không những vậy, cô tỏ thái độ sợ hãi và cầu nguyện người từng thương không quay lại với mình. Người đẹp sinh năm 96 khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười khi loay hoay trước phương án thoát thân nếu chẳng may bị người cũ rượt đuổi. Trước đó, nam em từng khiến dân tình ngỡ ngàng khi thẳng thừng bóc mẹ tính cách gia trưởng của chồng sắp cưới. Cô còn cho biết nam doanh nhân đưa ra thông tin theo chiều hướng đánh tráo khái niệm như kiểu mình là người đàn ông tử tế, cố thể hiện mình là anh hùng cứu mỹ nhân. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long tuyên bố, không có người nào có thể ở bên cạnh một người đàn ông gia trưởng như anh hết. Hiện tại sự việc nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, cái kết cho chuyện tình của cả hai ra sao khiến ai nấy vô cùng tò mò. Lệ Nam có động thái chú ý khi nam em và chồng sắp cưới chia tay. Mới đây nam em và chồng sắp cưới tiếp tục làm dậy sống cư dân mạng khi cãi nhau tay đôi trên sóng livestream. Nam em yêu cầu bạn trai xin lỗi, nếu không cô sẽ không gặp người này. Cô nói, nếu như anh muốn gặp lại và tôn trọng tôi thì anh phải nói xin lỗi, cam kết khi anh say, anh phải đi ngủ, tôi mới về nhà. Còn anh không cam kết điều đó, đừng bao giờ gặp lại tôi một lần nữa. Bùi Hữu Cường tạo tín hiệu ok và cho biết sẽ không cam kết với người đẹp. Người này nói, nếu em chắc chắn thì nhắn cho anh một tin, anh đồng ý luôn. Sau đó, nam em liên tục đăng tải nhiều trạng thái lên trang cá nhân như tự do môn năm, nhóm chiến hữu, ai muốn làm vợ của Bùi Hữu Cường cứ tự nhiên, nhường cho đó. Khi thấy nam em và chồng sắp cưới có dấu hiệu đường ai nấy đi, đấu tố nhau căng thẳng, nam anh thể hiện tâm trạng vui mừng với dòng chia sẻ, cả nước ăn mừng, xin chúc mừng, giác ngộ. Nam Anh từng lên tiếng tố cáo chồng sắp cưới Nam Em có động thái kiểm soát Nam Em và không ủng hộ em gái hẹn hò với người này. Ngoài ra, Nam Em tố cáo nửa kia của mình là người gia trưởng và tính bẩn. Rằng cô đã nói xem xong chung kết Miss World rồi cô sẽ về nhà, nhưng vẫn lên livestream mắng mỏ cô. Nam Em còn yêu cầu chồng sắp cưới xin lỗi mình bởi đã nói nhiều câu đe dọa. Nam Em bị ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc thay thế ở một chương trình truyền hình từ 6 năm trước. Vào năm 2018, Nam Em từng bị nhà sản xuất thay thế vị trí trong một chương trình truyền hình. Nam Em đang là cái tên nóng nhất, được cư dân mạng đem ra bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn hiện nay. Người đẹp gốc Tiền Giang liên tục có những phát ngôn gây sốc, lên tiếng đội phốt nửa showbiz nhưng không đưa ra cụ thể bằng chứng. Hàng loạt hành động này của Nam Em khiến netizen ngao ngán bức xúc. Trước đó, người mẫu sinh năm 1996 từng bị thay thế vị trí trong một chương trình truyền hình vì được cho là vướng hồn ngào cá nhân. Cụ thể, vào năm 2018, chương trình Bảy nụ cười xuân phát sóng trở lại, thu hút sự chú ý của khán giả ở mùa 2, nam em đã bị thay thế bằng Ngọc Nữ Ninh Dương là Ngọc. Các gương mặt khác của bảy nụ cười xuân mùa 2 vẫn được giữ nguyên gồm Trường Giang, Tiến Luật, Harry Wong, Lâm Vĩ Dạ, Trương Thế Vinh. Chương trình còn có sự xuất hiện của dạng khách mời như Mạc Văn Khoa, Bu Ca, Lê Dương Bảo Lâm, Bibi Trần, Huỳnh Lập, Lâm Khánh Chi. Nam em lần đầu hỏi về thông tin mang thai, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại. Vào tháng 12, 2023, nam em từng gây hoang mang dư luận khi đăng story không giữ được con của mình và chồng chưa cưới. Theo đó cô viết, minh trí của mẹ bình an giá, ba mẹ không bảo vệ được con, hy vọng những ngày tháng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ con, thiên thần của mẹ. Mới đây trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nam em lần đầu tiên lên tiếng về thông tin mang bầu, người đẹp lại tiếp tục có biểu hiện nôn ngén trên sóng phát trực tiếp. Tuy nhiên cô cho biết do sức khỏe cô khá yếu, mắc bệnh dạ dày nên bác sĩ khuyên không nên có thai. Nàng Hoa Khôi nói, bác sĩ khuyên không nên có bầu, chờ khi nào ổn định rồi mới để có bầu. Có con khi mình không ổn thì con cũng sẽ không được khỏe mạnh. Có rất nhiều người phụ nữ lấy con ra lợi dụng đàn ông. Nhiều người cũng khuyên tôi cặp đại gia đi, rồi để cho có con, để người đại gia đó bao ăn cả đời. Không có ngon vậy đâu, mang danh single mom rồi khổ suốt đời. Thời gian qua, nam em và chồng chưa cưới là Bùi Hữu Cường tổ chức nhiều buổi livestream gây bức xúc dư luận khi hé lộ nhiều mặt trái của showbiz nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, tổng cộng 37,5 triệu đồng. Nam Em tự đăng clip tập dậy với biểu hiện bất ổn, loạt vết bầm trên tay gây chú ý. Nam Em vô tư nhảy theo nhạc, nhưng khi xoay người về phía ông kính, cô để lộ vết bầm trên cánh tay. Mới đây, nam em đã đăng tải một clip nhảy lên tài khoản mạng xã hội và gây bất ngờ cho khán giả bởi những động tác cực bất ổn. Đoạn clip dài khoảng một phút, trong clip nam em bật những bài nhạc khác nhau rồi vô tư nhảy theo nhạc. Vì không nhớ động tác nên cô nàng vừa nhảy vừa thể hiện gương mặt khá buồn cười. Dẫu vậy, nam em cũng nhiệt tình lắc hông, lắc eo, đưa tay vút lên người rồi tạo dáng gợi cảm. Nam em hiện tại khá gầy, khi xoay người về phía ông kính, người đẹp chín ít cũng để lộ những vết bầm trên cánh tay. Một số khán giả cho rằng đây là vết bầm từ việc giác hơi. Trong livestream của mình, nam em cho biết cô đang cố gắng để dành 10 tỷ đồng để làm live show ngoài trời, có khoảng 5.000 khán giả. Hiện tại, tài sản đáng giá nhất của nam em chỉ là kênh youtube cá nhân với các MV được đầu tư đến 20 tỷ đồng. Nam em thú nhận, cô Toàn tự bỏ tiền túi ra làm MV vì đầu tư cho sản phẩm nhiều quá nên nam em hiện chỉ ở nhà thuê. Đi làm có bao nhiêu tiền tôi đổ vào làm sản phẩm hết, có cái đầu tư hơn 2 tỷ. Với nghệ sĩ có tính toán, họ đầu tư làm MV rồi nghĩ đến chuyện sẽ thu lại tiền. Còn như tôi thì cứ làm thôi, có bao nhiêu cũng dồn hết vào MV. Nói về việc thường xuyên bị mắng vì phát ngôn mất kiểm soát trên livestream, nam em cho biết mắng cô cũng được miễn là không bị flop. Ghét tôi mà tôi không flop là được rồi, ngay cả các nghệ sĩ đỉnh cao đi nữa, chỉ thất bại khi livestream, không có người xem, chắc tầm mười mấy người xem thôi. Nam em sinh năm 1996, từng giành giải hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth. Tại đấu trường nhan sắc này, cô đã lọt vào top 8 hiện tại. Tại đấu trường nhan sắc này, cô đã lọt vào top 8. Hiện tại, nam em ít hoạt động nghệ thuật. Việc phát nguồn thiếu kiểm soát trên mạng xã hội cũng làm nam em gặp nhiều rắc rối. Nam em và chồng sắp cưới đứt gánh. Sau những ồn ào cũng như bị xử phạt hành chính, nam em tiếp tục livestream trên trang cá nhân và bắt đầu những dự định mới. Mới đây nam em khiến cư dân mạng xôn xao khi chia sẻ tự do muôn năm. Sau đó nam em liên tục đăng tải nhiều trạng thái kỳ lạ lên trang cá nhân như nhóm chiến hữu ai muốn làm vợ của BHC cứ tự nhiên nhường cho đó. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi không vướng vào tình yêu. Chị gái nam em là Nam Anh cũng xuất hiện với chia sẻ Cả nước mừng, xin chúc mừng, giác ngộ, trước đó nam anh từng tố cáo chồng sắp cưới của nam em có động thái kiểm soát nam em và không ủng hộ em gái hẹn hò với người này trước ẩn ý của nam em nam anh thể hiện rõ sự vui mừng cùng với ẩn ý chia tay chồng sắp cưới nam em cũng chia sẻ về những dự định tương lai cô chia sẻ kế hoạch thực hiện sản phẩm âm nhạc nam em trải lòng mỗi lần chuẩn bị làm album là tự động mất ngủ đầu nhảy số tiền để mà xoay sao cho hợp lý bài hát chỗ nào chưa hay lời viết hay chưa quay phim như thế nào hậu kỳ ra sao ekip như nào tùm lum một mình chấp hết hỏi sao không già ngày xưa một tháng làm ăn buôn một lần vậy mà vẫn không hài lòng được khán giả làm vì đam mê còn mỗi cái nịt và cái thân gầy ốm miếu vẫn không làm hài lòng được khán giả tiếp sau đam mê cái khác nha nam em chia sẻ của nam em thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng dù không biết có vấn đề gì đang xảy ra với nam em nhưng khán giả vẫn tin rằng nếu nam em tiếp tục nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn trong thời gian tới chắc chắn sẽ nhận về trái ngọt cũng như sự công nhận từ dư luận trong một live stream gần đây nam em thu hút sự chú ý khi tiết lộ đang ấp ủ giấc mơ thực hiện một live show ở không gian ngoài trời với lượng khán giả tham gia lên đến hàng nghìn người Tôi còn viết một đống bài hát mà chưa có làm nữa. Tôi đợi khi nào khỏe mạnh là tôi làm live show. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần làm thêm cái live show mà sân khấu ngoài trời tầm 5.000 khán giả. Giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần làm gì thêm. Tôi chỉ cần làm thêm live show Love Story 3, sân khấu ngoài trời. Tôi đã nghĩ ra một sân khấu rất đẹp, hiện đại, đang phấn đấu để thực hiện được live show đó thôi là xong. Nghỉ hưu được rồi đó, không cần làm gì nữa, quá đủ rồi.